Đốc tuần chị 4-5 triệu, nhà anh chạy mấy tiếng? 10 tiếng. Ồ, tiền hưởng mỗi tuần á. Ồ, tuần được hưởng 1.3-1.4 triệu. Ồ, là chạy được số đó. Nó tiền hưởng là khác và tiền chạy là khác. Mượn em, mượn lại cái điện thoại. Đồ cũng chơi trần luôn hả? Trời ơi, em bao anh cha luôn nè. Các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xem Shop. Cái siêu phẩm này nó về rồi nè các bạn. Cái này là nguyên một set N Star. Ok. Thì cái bộ này hôm bữa tự nhiên cái dính cái đồ xúc, các bạn mua quá trời luôn, xong cái hết hàng, bây giờ bữa nay nó mới về. Từ đi, mình làm xong mình lắp xem, mình review cho các bạn xem. Trước cũng mua, sau cũng mua, không mua sớm đi để nhìn nó hay gớm không. À, ý là chạy thử coi mình có yêu nghề không, bắt đầu mới sắm đồ nghề đúng không? Ghê vậy? Ngày chạy 4-5 triệu? Tuần. À tuần. Trời ơi, không nghe gì vậy? Cái nói tuần không nghe ngày luôn. Tuần chạy 4-5 triệu là ghê rồi. Ồ, giờ này có ăn ghê hả? Một ngày chạy được cả 700. Đúng. Ghê vậy hả? Hấp lên ta luôn, bỏ hết, có nghĩa là bỏ hết đó. Để tháo từ từ để nó gãy. Thì cắt quá à. Ừ, silicon nó bị, nó hít á, nó dẻo quá. Em sợ chạy vàng nhựa anh không có dám đưa đồ vô nãy. Nếu mà chạy đi với chị, trời ơi nè, chúng mày đi dậm nó hết luôn nè. Mà nó đỡ được nhiêu hay nhiêu, nên cứ từ từ mà làm thôi, gấp gì. Này vừa keo ấy, vừa keo sắt nữa nè. Rồi tí nha, gắn cái này nè. Còn anh xài cái này là anh thấy nó khác biệt liền luôn. Thì con review lâu rồi. Trời ơi, con review lâu rồi mà đi gắn cái này thấy ghớm không? Con review lâu rồi mà giờ mới đi gắn là quá sai lầm. Đốc tầm làm gì? Ghê vậy trời. Ông làm lương ghê tao nữa mày. Ha. Tháng 20 triệu. Trung bình mà có mười mấy triệu rồi. Trời ơi. À, vậy thôi chứ muốn gì nữa. Dạ này có hay vô ổ gạo gần nó thì lắc có lắc luôn. Không. Bây giờ em dặn sơ thôi là anh bẻ không được rồi. Anh không chỉnh được rồi. Nè em dặn nhẹ vậy thôi là thấy anh lắc không được rồi đó. Huống gì là mới dặn cứng lại thì bao luôn. Nhưng mà nó hơi to nha. Hơi to. Nhưng mà nó là IDV mà, nên là càng to thì anh càng thấy khoáng. Dặn vừa thôi. Cho tiền cũng phải nhiều luôn. À thì đương nhiên rồi, cái đó là điều quá rõ ràng rồi. Mượn em, mượn lại cái điện thoại. Đồ cũng chơi trần luôn hả? Trời ơi, em bao anh cha luôn nè. Cái này á, cái cao su này nè, do nó đang còn mới, anh đi thời gian cái bắt đầu nó mềm lại. Anh cầm cái này anh siết mạnh tay nữa. Nhưng khi cái này của anh nó chuẩn rồi đó, anh siết mạnh tay luôn là nó cứng nhắc cái đó luôn. Sau này anh muốn mở cái này ra cũng khó nữa. Nên là nó ok lắm. Cái gì? Ví dụ mình ngồi sao mình canh cho nó đứng. Được, bây giờ em canh tạm nhanh thôi. Em canh theo con mắt của em thôi. Anh đi thấy nó hơi khó chịu, anh nhớ dặn ra nha. Anh phải dặn cái này ra thì anh mới chỉnh được. Còn anh không dặn anh chỉnh vẫn được, anh vẫn bẻ được. Nhưng mà nó hư. Nhưng mà tất cả những cái này đều có đồ thay hết, cứ yên tâm. Để em tra keo cho anh luôn. Là nó không bao giờ nó rớt luôn. Keo được 5.2 không? 7, keo này keo 3M. Không lẽ giờ anh lắp cái này em mắc tiền vậy, em lấy keo 5.2 em dán cho anh. Ai làm vậy? Ủa bên đó cấp thêm miễn phí luôn hả? Thêm đóng 4 triệu. Ý là 4 triệu đó sau này trả xe nó trả hả? Ừ, trả xe nó trả 4 triệu cho anh. Không xăng cộ, chỉ có tiền điện đi sạc dọc đường thôi. Tuần chạy 4-5 triệu, sao đã dữ trời. Nhà anh chạy mấy tiếng? 10 tiếng. À, anh em lo nghỉ việc đi, nộp đơn nghỉ việc hết đi. Mà 4-5 triệu là nhiều chưa? 6 triệu là nhiều đó. Đó là cao nhất rồi. 6 triệu là nhiều hả? Một tuần 6 triệu là có ngày nghỉ không? Không à, chạy suốt luôn tới ngày chủ nhật luôn. Ồ. Tiền hưởng mỗi tuần á. Ồ. Tiền hưởng 1.3-1.4 triệu. Ồ, là chạy được số đó nó. Tiền hưởng là khác, còn tiền chạy là khác. À. Bây giờ em đăng ký cái hỗ trợ em đăng ký không ta? Đăng ký online á. Thì cái này nó cũng đơn giản, anh đầu nắng thì anh tụt xuống. Không thì anh cứ mở lên chạy bình thường. Nhưng mà mưa lớn quá thôi dẹp điện thoại đi, em không hứa đâu nha. Ok, xong rồi đó. Dễ ha. Ok các bạn, cái N Star này nè, bằng nhôm nha các bạn. Có loại bằng nhựa, mình cũng có cái loại bằng nhựa ở đây. Nhưng mà mình thấy nếu mà các bạn chọn loại bằng nhựa thì các bạn nên chọn của thằng Motor World luôn. Nó tối ưu hơn, nó rẻ hơn, tại nó cũng bằng nhựa mà. Thì nếu như các bạn mà đã chọn N Star rồi đó, thôi nó mắc một chút, các bạn chơi luôn bằng nhôm. Sau đó các bạn mua một cái cục giảm trắng ở dưới đây. Rồi sau đó các bạn mua thêm một cái nón, nghĩa là ba cái bộ để lắp được một cái bộ hoàn thiện như thế này. Như này. Rồi xài thì cũng đơn giản lắm, cái này thì mình cũng đã nói rất là nhiều video rồi. Các bạn bỏ vô, gài vô. Rồi, đậy lại là ok. Sau khi hoàn thiện xong, mình sẽ check keo luôn. Thì bây giờ các bạn giật nó sẽ không ra đâu. Cho nên là yên tâm, không sợ bị mất. Rồi đi lâu dài nó không sợ nó bị rớt này. Cái này nói chung là quá đã rồi các bạn. Nó chỉ có đúng một cái nhược điểm duy nhất thôi. Đó là nó không có chức năng sạc không dây. Các bạn muốn sạc thì ok, lắp một cái bộ sạc rời bên ngoài. Rồi, tổng thể nó là vậy ha. Quá ok.
Dạ bạn, bữa tôi làm cho cái anh khách xong cái tôi quên test chức năng luôn các bạn. Dù nó nói chuyện với anh khách xong cái quên test chức năng luôn. Thì tôi sẽ nói cho các bạn biết á, là bên N-Star nó sẽ có nhiều dòng lắm. Nó có bằng nhựa nè, rồi nó có bằng nhôm nè. Là của tôi bán thì chỉ bằng nhôm thôi. Nếu mà cái mẫu bằng nhựa thì nó có cái mẫu N-Star V2 là nó nguyên một khối bằng nhựa luôn. Và nó có sẵn luôn giảm chắn ở trên cái giá đỡ luôn. Trong tất cả những cái loại giá đỡ mà tôi từng xài á, thì tôi đánh giá bộ này là bộ ngon nhất. Hồi đầu tôi gắn thì tôi thấy là tại sao nó lại rườm rà, nó bị to như vậy. Nhưng mà không nha các bạn, cái miếng giảm chấn của N-Star nó to như này nè. Khi mà các bạn chạy thực chiến ở ngoài á, gắn vô gì tôi đi upgrade đi, tôi thấy á, cái việc nó giảm chấn á, rất là tốt luôn. Giảm chấn là giảm rung động từ xe, chứ nó không phải là chống rung như gimbal nha các bạn. Gimbal thì các bạn lắc thì nó vẫn được giữ nguyên cái điện thoại. Nhưng mà cái này nó giảm chấn là khi các bạn gắn lên xe á, khi bạn lên ga nó bị rung động rất là nhỏ. Thì những cái điện thoại của mình nè, trong đây là bo mạch điện tử mà. Với lại nhất là những cái dòng giá đỡ đời mới thì nó sẽ có chống rung cái camera này. Thì khi các bạn gắn vô mà nó rung động nhiều như vậy á, thì cái cảm biến chống rung rất là dễ hư luôn. Bạn nào mà xài iPhone, ngày xưa thì có xài cái giá đỡ Motorwork á, cái loại mà dặn vô như nè, bằng nhôm dặn vô, gọi là giá đỡ quốc dân á, lên đường hết, hư cái cảm biến hết luôn. Chuyển qua cái này đi. Đúng là nó hơi to đúng không? Nó hơi thô kệch, nó hơi cồng kềnh, nhưng mà xài rất là đã luôn bạn. Tôi vẫn xài cái điện thoại này có chống rung khi các bạn lắc nó nghe nè. Tôi lắc cho các bạn nghe nè. Đây nó có kêu người ta. Không biết là tôi lắc các bạn có nghe không nha. Đó, các bạn nghe cái chống rung ở trong không? Tôi lắc cái lỗ tai tôi nghe nè. Đó, không biết tôi để đây các bạn có nghe không. Khi nó rung động lên á, là cái con chống rung trong nó rung rất là ghê, thì nó rất là mau hư. Đó, và chưa kể là những cái linh kiện điện tử nó cũng sẽ mau đi hơn. Thì cái này nó sẽ giúp các bạn giải quyết được rất là nhiều. Do là đây là đồ của hãng, tôi không thể nào tôi đảm bảo chất lượng cho các bạn được. Tại vì ngon hay là không ngon, bền hay là không bền thì nó do người dùng. Cá nhân của tôi thì tôi thấy cái này nó rất là tốt trong tầm giá. Khi các bạn gắn cái này lên nè, gần như nó không có cái độ nhịp nha các bạn. Nguyên một cái set bằng nhôm này nè thì nó mới không có độ nhịp nha. Còn cái bằng nhựa là nó sẽ có độ nhịp. Cái cục bằng nhôm, cái này bằng nhôm, cái cung nói chung là nguyên cái này chỉ có đúng cái tấm chắn rung của nó là bằng nhựa thôi. Nó chưa có loại bằng nhôm, nó là bằng nhựa nhưng mà nhựa nó rất là dày, cứng. Còn nguyên một khối này nó bằng nhôm. Vậy thì cái nón này á, nó giải quyết được cho bạn cái gì? Đầu tiên á là nắng chiếu vô. Tôi đã test cái nón này được 4 tour rồi. Ok nha các bạn, nón này như này. Cái nón này thì tôi phải cần lưu ý với các bạn á, là có khách lắp cái đời đầu của tôi là tính tới phải nay là cũng được hơn 1 năm. Tôi có điện thoại cho anh khách đó thì anh khách nói là cái nón chưa hư, cái nón vẫn ok. Nó chỉ hơi bị chày ở đây, nó bị chày ở mặt ngoài. Nhưng mà cái việc mà nó lên xuống như này nè, vẫn xài ok, vẫn còn rất là ngon. Nhưng cũng có khách lắp của tôi xong được 1 tháng sau quay lại thì nó gãy cái này. Nó bị không còn xài được. Xong bạn đó mới bắt đầu bắt con vít qua luôn, từ đây xuyên qua kia luôn. Đó, thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái người dùng nha các bạn. Cho nên là cái này thì tôi có hỏi là bên hãng, người ta nói là bao test, là khi mà tôi nhập hàng tôi khui ra mà có hư thì người ta sẽ đổi, còn khi lắp lên xe rồi thì chịu. Nói chung là cái này dễ gãy lắm, giống như nó là cái chiều này, các bạn cầm bạn bẻ tút một cái là nó gãy thôi. Dù sao nó cũng là bằng nhựa, cho nên các bạn xài lưu ý cái phần này ha. Cái nón này khi các bạn bỏ điện thoại vô nè, nó các bạn thấy không, nó sẽ đảm bảo được cho các bạn gần như là chống nước mưa. Ok, mưa nó xô vô đây, nó vô bất kỳ một góc độ nào nó cũng không đụng điện thoại. Nhưng mà dù sao nó cũng còn rất là nhiều khe hở, nó có thể đi ngược vô đây nó vô điện thoại, cho nên là tôi không chắc về vấn đề chống nước nha. Nhưng mà cá nhân của tôi á thì tôi thấy cái này nó bảo vệ được cái camera. Thì tại sao tôi lại nói cái việc này? Tôi đi upgrade nhiều, tôi để cái giá đỡ lên xong rồi cái camera nó bị lộ ra ngoài. Tại vì tôi cũng thường xuyên á là có những cái chỗ đẹp á, đi qua một cánh đồng hay gì đó thì tôi chạy thì tôi bật cái camera này lên để tôi quay cái đoạn đó với tỷ lệ dọc. Thì tôi không có xài cái gì bảo vệ cái này hết á, là cả ba cái điện thoại của tôi xài đều có cái hiện tượng bị nứt cái ống kính này. Thì cái này là tôi mới vừa thay cái ống kính mới cũng mấy trăm ngàn á. Còn cái S22 á là vừa bị nứt mà vừa bị bể màn hình thì tôi cũng mới vừa làm lại. Xong cái S20 là bị bể màn hình rồi bị nứt kính, tôi không làm lại, tôi dục ở nhà. Thì khi mà tôi gắn cái này vô á, tôi cũng đảm bảo được chút xíu là khi các bạn chạy á, có bất kỳ một cái tác động gì vô đây nó cũng sẽ không có đụng vô cái điện thoại của bạn được. Ví dụ nha, tôi gài vô như này, các bạn thấy không, cái điện thoại của tôi nè, bên này nó không có một cái khe hở nào để nó va chạm vào được. Đó, nó sẽ bảo vệ được cho tôi cái việc là đá đồ nó văng vô bởi cái mặt kính camera, là cái chuyện đó chị không có. Thì ngoài một cái nón dài như thế này, các bạn thích thì bảo vệ full như thế này. Còn nếu các bạn không thích thì các bạn có thể chơi cái mẫu này, nó ngắn. Thì về các bạn nó vẫn có cái mặt này, nó bảo vệ được cái ống kính camera, nhưng mà cái nón của nó hơi ngắn. Đó, nó chỉ che được cái phần nắng vô đây. Nhưng mà thật ra thì cái điện thoại các bạn nằm trong này rồi thì chắc chắn là nắng nó cũng sẽ không có vô nhiều. Đây là cái nón ngắn nè, đây là vô hết nè, đây là mở lên nè, của nón ngắn nè, mở cái lỡ lên trên đầu luôn. Còn đây là cái nón dài, khi mở lên đó, nó sẽ có một cái mái che trên này đó, tùy các bạn chọn ha. Thì ngoài hai cái này thì đó, như cái này nè, bảo vệ được cho bạn cái mặt camera nè, chống nắng nè. Thì các bạn có thể chơi một cái mái che như thế này, chỉ chắc chắn là chỉ có chống nắng thôi, không bảo vệ được camera, không bảo vệ được cái gì hết. Đó, thì cái này là tùy các bạn ha. Thì mình có full một set của N-Star luôn. Rồi, các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ với xem shop nha. Bye bye.